Và đây là phiên bản Denon M41. Phiên bản M41 này thì sẽ khác với cái phiên bản màu bạc và màu nâu mà em đã đăng tải trên kênh. Đó là phiên bản này sẽ có màu sắc là màu đen. M41 là một trong những hệ thống dàn mini cao cấp nhất, mới nhất của Denon. Đến thời điểm hiện tại, nó vẫn là model mới nhất, tích hợp những công nghệ chơi nhạc để người tiêu dùng có thể kết nối và khai thác bộ này một cách thuận tiện nhất. Bộ M41 màu đen thì sẽ có ampli cũng như loa màu đen. Bộ này thì về hàng cũng đẹp xuất sắc với đầy đủ khiển zin. Và riêng bộ này thì sẽ có cả... Đây, hệ thống loa cũng có đầy đủ e-căng đi kèm các bạn nhé. Bộ này thì sẽ có mức giá là 9 triệu với hình thức khoảng 98% đầy đủ khiển zin. M41 thì một ampli và một cặp loa với cái kích thước nhỏ gọn như này thôi. Nhưng mà cái không gian mà các bác có thể khai thác và đáp ứng thì khá là lớn đấy. Cũng khoảng từ 25 đến 30m². Mỗi một màu sẽ có một độ đẹp khác nhau. Với cái màu bạc loa nâu thì cũng là một cái sự lựa chọn không tồi. Nhưng mà các bác có thể nhìn thấy màu đen thì nó cũng là một cái gì đó rất là... Các bác rất là băn khoăn và lựa chọn màu. Màu đen thì sẽ hợp với các bác nào yêu thích sự tối giản, đơn giản. Các bác có thể nhìn thấy phía trên của ampli và phía trên của loa thì cả hai thiết bị đều đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đều đẹp xuất sắc hết. Phía sau của M41 này thì chúng ta sẽ có cái năm sản xuất là 2017 này. Cầu loa sẽ được thiết kế dạng rách bắp chuối cũng như dạng kẹp. Ngoài ra chúng ta cũng có một ngõ audio in và một ngõ sub out cộng với hai đường optical in, có nghĩa là để các bác có thể giải mã tín hiệu từ TV, và hai cái chạm thu sóng AM cũng như là FM. Công suất của loa M41 thì chúng ta sẽ có cái công suất đó là 60W, trở kháng là 6 ohm. Con này thì sử dụng cái hệ thống loa bookshelf hai đường tiếng. Và trên M41 thì chúng ta sẽ có hệ thống của bass là bass với cái chóp lồi và tép đôm đường kính 2.5. Đường kính bass thì sẽ là 12cm. Chất âm của Denon cũng rất là uy lực với cái đặc trưng riêng. Đây là một trong những hệ thống dàn mini mà em nghĩ rằng nó phù hợp với rất nhiều khách hàng, kể cả những người trẻ cũng như những người lớn tuổi, trung tuổi. Khả năng kết nối và chơi nhạc của M41 thì sẽ chơi nhạc từ CD, USB và... em xin lỗi các bác, từ CD này, Bluetooth này và giải mã tín hiệu từ Smart TV. Ngoài ra thì cũng có thêm một cái đường audio in để các bác có thể kết nối với các thiết bị khác với ngõ kết nối này. Bộ này thì đang có mức giá là 9 triệu. Bạn nào quan tâm tới M41 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin mời các bác thưởng thức chất âm trọn vẹn của hệ thống mini M41 Denon. Dìu nhau đến sân trường cùng đuổi
thơ như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian đỡ vui chốn tuổi hôm chờ. Người em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàng hôn rơi trên vai, bước chân đi lòng nuối tiếc ai hoài, nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Tâm tư dành riêng đến một người, ngày xanh ơi, ngày xanh trên trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biết ly nhật ký đã ghi nốt tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lưu buốt còn để lại chuyện buồn. Chân đi lòng nuối tiếc ai hoài, nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chốn chia phôi, khép tâm tư dành riêng mến một trên trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, em cài cánh hoa nhật ký đã ghi nốt tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lưu buốt còn để lại chuyện buồn vui. Hoa xưa đây những bóng dáng em đâu, lòng nhật ký đã ghi nốt.